chương trình từ thủ Đô Washington với luật sư Chủ Quốc xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức ở cộng đồng mạng râm ràng sau cái sự kiện mà VinFast lần đầu tiên với một cái sự vẽ vang và một cái niềm tự hào, tự hào cho Việt Nam, tự hào cho dân tộc Việt Nam, cho người Việt Nam. Thì đã đem xe triển lãm ở Auto Show Los Angeles 2021, thưa quý vị thì đã có những bình luận tiêu cực những gato tô, ganh ăn tức ở, nói rằng Việt Nam không có sản xuất ốc vít mà bày đặt đem xe má xe hàng mã chẳng hạn như vậy đến để triển lãm hoặc là xe không có tắp lô không có bộ điều khiển rồi xe không có chạy được rồi xe mà chỉ là biểu diễn không cho người ta lái thử không cho người ta ngồi vào không cho người ta bóp kèn nhấn ga mở nắp xăng vân vân thưa quý vị thì cũng có những người đã binh vực công ty vinfast và đưa ra lời thách đố là khi nào các bác gato tự sản xuất được ốc để trình làng tự sản xuất được mâm bánh xe, vỏ bánh xe thì hãy trình làng cho thế giới. Và thách thức là khi nào các bác gia tô ganh ăn tức ở trình làng được một mẫu xe nào đó ở tại Los Angeles Auto Show của Mỹ thưa quý vị. Vì mấy bác nói rằng rất dễ lường gạt người Mỹ cứ đem xe vào đấy chuyển lãm rồi tung hồ thì có những người ủng hộ cho binh pháp đưa ra lời thách thức nói rằng ông bà nào ở hải ngoại ông bà nào ở trong nước ga tô gánh ăn tức ở thì hãy cho biết mẫu mã hình dáng của chiếc xe ở hải ngoại của các ông bà khi nào thì ra mắt cho công chúng ngắm xem và khi nào thì đem đi triển lãm một lần nữa ở các ô tô show của thế giới thưa quý vị miệng thì chê ba nhưng bản thân thì đắt làm ra được một cái con ốc một cây đinh một ốc một vít một mâm bánh xe một cái cần vô lăng một cánh cửa xe một bất cứ một cái gì về xe hơi thưa quý vị toàn là nói lao nói bịp ăn gian nói dối ăn không nói có bị chuyện và đó là cái lý do mà tại sao những người binh vật và VinFast đã đưa ra một cái thách thức như thế thì có lẽ nói là ngày, ngày 2 tây tháng 12 2021 là một ngày lịch sử của công ty VinFast. Khi mà xe bus của họ tức là VinBus, tức là xe bus chạy bằng điện. Đây là xe bus thông minh. Made in Việt Nam đã chính thức nhập vào cái dòng xe thương mại được thương mại hóa và chạy ở ngoài đường ở Hà Nội thưa quý vị. Ở trước đây chúng ta cũng biết là Vinbus đã ra mắt vào tháng 4 năm 2021 và chúng tôi cũng đã đưa tin về cái sự kiện đó nhưng mà lúc đó thì Vinbus chỉ bắt đầu chạy lanh quanh ở những khu đô thị của Vinhomes hoặc là chạy ở đảo Phú Quốc thì bây giờ ngày 2 tây tháng 12 chính thức là gia nhập vào cái hệ thống giao thông công cộng của Hà Nội. Thì uh, chiếc xe điện uh, mà xe bus chở khách thông minh này của VinFast thì uh, có những cái thông số kỹ thuật chẳng hạn như cái bình điện á, thì tới 281 kWh có khả năng là di chuyển được chiếc xe bus này trong cái tầm 220 cây cho tới 260 cây số. Và với cái hệ thống sạc nhanh thì trong vòng 2 tiếng đồng hồ ở một cái trụ sạc nhanh 150 kW thì có thể là sạc đầy cho chiếc xe điện này. Và hiện nay thì chiếc xe điện này thông minh với những cái tính năng thông minh trợ giúp cho người lái xe theo dõi quãng đường của người lái xe rồi nhắc nhở người lái xe vân vân rồi ngoài ra còn có những cảm biến để cảnh báo giúp đỡ cho những người khuyết tật khi lên xe bus rồi hệ thống hỗ trợ wifi cho những hành khách cần dùng internet để làm việc hoặc để giải trí nói chung là một chiếc xe thông minh thì hiện nay xin chúc mừng công ty vinfast Uh, đã mở ra 3 tuyến đường xe bus đầu tiên ở Hà Nội Với tổng số là 48 chiếc xe VinFast thì uh, Tuyến thứ nhất Y03 Nối chuyến từ Vinhomes Ocean Park Đến Mỹ Đình Đã xuất phát bến vào ngày 2 tháng 12 vừa qua Tuyến Y05 Nối từ Long Biên đến uh, Thành phố Thông Minh Smart City và sẽ xuất phát bến ngày 10 tháng 12 tới đây. Và tuyến thứ ba là Y01 nối Ocean Park với Mỹ Đình vào ngày 20 tháng 12 tới đây. Thì có thể nói chúc mừng công ty VinFast đã có những chiếc xe bus thông minh cạnh tranh ở ngoài thị trường và tham gia vào cái hệ thống vận chuyển vận tải công cộng chắc chắn là VinFast với cái trào lưu mà net zero hay là cần gọi là zero emission tức là xả khí thải bằng zero thì sẽ có nhiều công ty sẽ cần đến những chiếc xe bus chở du khách những chiếc xe bus chở nhân viên công nhân viên viên chức công chức các thành viên để đi lại từ nơi này, này đến nơi kia có nhu cầu rất lớn và cái sự mà phủ rộng các trạm sạc điện sẽ giúp cho cái việc sử dụng xe điện xe bus điện hoặc là xe gọi là ô tô điện càng ngày càng thông dụng thưa quý vị thì có thể nói rằng công ty vinfast đã vượt qua một chặng đường dài từ một tân binh trẻ tuổi nhưng bây giờ VinFast đã có những sản phẩm rất bắt mắt, rất thông minh và thân thiện với môi trường thì chắc chắn sẽ được đón nhận chẳng những ở Việt Nam mà có thể còn nhiều nơi trên thế giới từ quý vị. Và có thể nói đây là một sự tiến bộ không ngừng và xứng đáng xứng đáng đại diện cho Việt Nam để đem chuồng đi đánh xương người thưa quý vị là như vậy thì cũng có những người họ thách thức những người ở nước ngoài nếu mà sản xuất được đinh ốc hay mâm bánh xe vô lăng hay cả chiếc xe và nếu mà sản xuất được cả chiếc xe thì họ sẵn sàng trao tặng thêm một triệu đô la tiền thưởng thưa quý vị để cho những vị ở nước ngoài này bớt ghen ăn tức ở, dựng chuyện, xuyên tạc, nói không thành có. Ăn nói toàn là thứ vu cáo vu khống xuyên tạc. Và nếu quý vị nào cứ việc đem xe do quý vị tự sản xuất, tự chế tạo, made in USA, made in Canada, vân vân thì chúng tôi tức là những người yêu thích xe VinFast ở hải ngoại sẵn sàng lặp lại là tặng thêm 1 triệu đô la tiền thưởng và thời hạn là từ đây cho đến 2025 thưa quý vị. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh thành thật cảm ơn xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới